Cô nói cái gì Ren có thai Là đàn ông Mình đã làm Thì mình phải có trách nhiệm chứ Ờ Cô à Cô có điện thoại không Cho tôi mượn một chút đi Ờ ừ. Nè Anh gọi đi Anh ngồi đây Tôi đi nộp hồ sơ cho anh Một chút nữa tôi quay lại Ờ Cảm ơn cô Alo Alo Anh có phải là Quỳnh Hữu Hậu không Phải Là tôi đây Anh là ai vậy Anh có biết ai tên Ren không Có Ren có chuyện gì hả Cô ta đang ở bệnh viện Cô về uống thuốc theo hướng dẫn tôi đã dặn nếu có gì không bình thường á thì à, hãy đến khám gấp cô có gì cần hỏi hả thưa bác sĩ tôi không cần nữa xong rồi hả ê ren sao vậy Nói tôi nghe đi, sao rồi? Tôi không có bỏ được. Bà sao vậy? Đã quyết định như vậy rồi mà. Đó là con của tôi. Nó có tội tình gì đâu chứ? Nếu như ngày xưa mẹ tôi cũng bỏ tôi. Thì ngày hôm nay. Tôi đâu có ngồi đây mà làm chuyện độc ác này. Vậy chứ bây giờ bà tính sao? Tôi không biết nữa mình tôi phải làm sao bây giờ tôi phải làm sao bây giờ ai vậy sao không nghe đi anh hậu gọi đó rồi ra bảo nghe máy Tôi không có muốn nghe đâu Trời ơi Bà đã quyết định giữ lại Thì bà nói cho anh nghe đi Không không Tôi không muốn anh biết chuyện này đâu Chứ bà cứ chần chừ như vậy á anh càng nghi ngờ thêm đó Tôi không biết nữa Nhưng mà Nhưng bây giờ chuyện này Tôi không có muốn nghe Mình Sao bà Nè bà nghe đi Nghe đi dạ, Em có ở đó không Dạ Dạ em nghe Anh gọi em có gì không Em nhờ người gọi cho anh Sao lại hỏi như vậy Anh nói cái gì vậy Em nhờ ai gọi cho anh đâu Em đang ở bệnh viện hả? À, dạ. Dạ dạ không, em 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 đang ở nhà thôi. À, dạ dạ đúng rồi, em đang ở nhà thôi. lên. Mình bạn của Ren hả? Dạ, cô ấy cần gặp anh gấp ạ. À được rồi cho vào đi dạ yeah. vào đi dạ yeah, em chào anh em ngồi đi Có chuyện gì mà gặp anh gấp vậy Liên quan đến Ren hả Dạ em xin lỗi vì đã tới gặp anh đường đột như vậy Nhưng mà chị của Ren Em cứ nói đi uh, Ren nó có thai với anh rồi uh, Em nói gì Khi nãy điện thoại với anh Ren nó nói nó đang ở nhà Thật ra là nó đang ở bệnh viện với em Bác sĩ khẳng định nó có thai rồi mà nó cũng khẳng định với em đó là con của anh. Đi qua. Không. Là không em đâu. mà. Không, em là. Đã... Liên qua. Anh hậu. Liên qua. Là em thật mà. Jen <laughs> nó cương quyết giấu anh, cho nên nó không nói cho anh biết sự thật nó cũng bắt em không được nói với anh nhưng mà em không thể em thấy mình phải có trách nhiệm để nói anh biết chuyện này anh hiểu rồi anh hiểu thì anh phải như thế nào anh phải có trách nhiệm với ren trách nhiệm với con anh chứ Liên Hoa Anh phải làm sao đây Em biết là anh không có tình cảm gì với Ren Anh chỉ yêu một mình em thôi Nhưng mà Anh không thể nào bỏ rơi Ren như vậy Em cũng sẽ không tha thứ cho anh Nếu như anh làm như vậy phải không anh không biết phải làm sao đây anh làm sao bây giờ hả liên hoa cũng lâu lắm rồi mình mới có dịp ngồi với nhau dạ thật ra hôm nay vợ chồng tôi qua đây là có chút việc không biết có chuyện gì vậy anh Thật sự là vợ chồng tôi qua đây cũng là quá đường đột. Nhưng mà chuyện quan trọng của tôi nhỏ thì không thể trì hoãn được. Anh nói cái gì? Tôi không hiểu. Ủa? Ren chưa nói với chị sao? Nói chuyện gì vậy? Ren, có chuyện gì vậy con? dạ dạ thưa bác con con sẽ cưới ren hả con con nói gì hôm nay nữ tới đây để xem tuổi kết hôn cho con trai à dạ ừ. Dạ, đây là tuổi của hai cháu thưa thầy. Có chuyện gì vậy thầy? Không được rồi. Nam giáp tí gặp nữ mẫu thân. Chết chết chết, có gì không tốt hả thầy? Ê chẳng những không tốt mà quá xấu nữa là đằng khác ờ sao hả thầy cung đòi mà gặp cung chấn Ê, chỉ có tán già bại sản ờ, thiệt vậy sao thầy ờ, thưa thầy Ê, chết dạ. chết chết còn chưa hết đâu sao hả thầy thì con của thí chủ Sẽ bị tàn tật Cái kiểu này Con của thí chủ Dạ Thưa thầy Ê... Còn sao thầy Không những chỉ tàn tật đâu Dạ Còn nữa Sao hả thầy Mà con của nữ Dạ Sẽ bị tuyệt mạng à... Tuyệt mạng Ừ Trời ơi Thầy ơi, có nghĩa là Hai tuổi này không thể kết hôn hả thầy? Con trai của cô Nếu mà lấy cô này Nếu không chết Thì bị tan tật Gia đạo không thể ấm êm được Dạ, thầy ơi Có cách nào, có cách nào để giải được không thầy? Ê, có thờ, có kiên Có kiên thì có lành. Ừ. Chuyện gì tránh được thì cứ tránh. Dạ. Dạ cảm ơn thầy. Tôi hiểu rồi. Ừ. Xin phép thầy tôi về. Ừ, chào thí chủ. Nhất định không thể để cho thằng Hậu lấy con ren được Em à Em quên mấy lời nói của ông thầy bói đó đi Bối ra ma Quét nhà ra rác Nhưng mà ông thầy này nói chắc chắn là đúng Bạn bè em ai cũng coi ở đó hết Anh à Anh có nhớ Hoàng Anh bạn em không Con trai của nó mất cách đây một năm Mà em nghe nói là Thôi 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 Chuyện của người ta khác Chuyện nhà mình khác Khác sao đừng mà khác Em nhất định không để chuyện gì xảy ra cho thằng Hậu hết Nó là con của em Em cần phải bảo vệ nó ừ. Em nói gì vậy Chẳng lẽ thằng Hậu không phải là con của anh sao Anh biết là em lo cho con Nhưng mà Nếu như em không chịu cho tụi nó lấy nhau Thì cái thai của con Ren Tính làm sao đây Dù sao nó cũng là máu mủ của gia đình mình Làm sao mà mình bỏ mặt được thì mình cứ để cho con ren đẻ đi rồi em lấy cháu em sẽ nuôi dưỡng con thằng hậu nên người không để thiếu thốn bất cứ thứ gì <laughs> anh em thấy cách này được đó nha chứ anh coi con ren nó còn nhỏ tuổi quá nó và thằng hậu lại không có tình cảm gì với nhau hết bây giờ để tụi nó lấy nhau chẳng khác nào làm khổ nhau ừ, em nói gì mà nghe được sao nếu thật sự tụi nó không chịu cưới nhau á thì đã đành còn đằng này tụi nó đã chịu cưới nhau thì làm sao mình cấm cản được vợ chồng mình á có trông cháu tốt cỡ nào thì cũng đâu có bằng cha mẹ chăm lo cho con phải có cha có mẹ vậy mới thành một gia đình được chưa kể con nó đứt ruột đẻ ra bộ em nói là muốn bắt được là bắt được sao nhưng mà em vẫn không muốn hai tụi nó lấy nhau em không muốn bất cứ chuyện gì xảy ra cho thằng hậu hết à, em à ở đời không ai biết trước chuyện gì xảy ra được đâu bởi vậy mình cứ sống tốt như ngày hôm nay là được rồi nhưng mà con ren nó đó... Con à. Mẹ xong rồi hả? Ừ, mẹ xong rồi. Con đừng buồn nữa. Chị con sẽ hiểu cho con. Dạ. Dạ, chào anh chị. Dạ. Chào chị. Dạ, cô chào bác xin lỗi anh chị vì kẹt xe quá nên tôi với cháu đến hơi trễ anh chị và cháu tới lâu chưa hả dạ không sao mời chị và cháu ngồi dạ cảm ơn anh <laughs> Chúc sức khỏe Dạ, mời Xin chị <laughs> Vợ chồng tôi đã đi con ngày Ngày 18 tháng sau Là ngày tốt cho hỷ sự Chị thấy sao Bây giờ là cuối tháng rồi Như vậy có gấp quá không anh Tôi cũng không muốn đâu nhưng hoàn cảnh bây giờ thì càng sớm càng tốt dạ vậy thì mọi chuyện tôi nhờ anh chị chúng tôi biết như vậy là gấp nhưng nếu tổ chức tiệc thật đơn giản tôi nghĩ là mình cũng sắp xếp được mà dạ tôi nghĩ là chúng ta nên làm đơn giản thôi anh à. cứ <laughs> theo ý anh đi coi như là mình đã thống nhất với nhau về ngày cưới của hai cháu còn về địa điểm bên chị có đề nghị gì không mà em thấy không có yên tâm em quên mấy lời phán của thầy bói đó đi nhưng cho dù không có mấy lời của ông thầy bói á thì con ren đó cũng không xứng với thằng hậu thôi em chuyện đã như vậy rồi em đừng có làm chuyện phức tạp thêm nữa nha nhưng mà nói thiệt là em không có thích con ren <laughs> em đừng có nói vậy sau này á nó sẽ là con dâu của em đó ờ em à Emma, <laughs> còn về bạn bè của em á em có mời ai không có vui vẻ gì đâu ai không thể không mời á thì đành phải mời thôi à... ừ họ hàng chắc là mình sẽ mời đủ hả anh ừ thì có mấy người đâu Phải chi có chú Hùng ở đây thì tốt quá. Ừ, sao bỗng nhiên anh lại nhắc tới chú Hùng? À, anh chỉ có một thằng em trai duy nhất. Ngày vui của con mà không nhớ đến nó thì nhớ đến ai bây giờ? Ừ. Dạ. Đã 15 năm rồi. Kể từ lần anh gặp chú Hùng ở bến xe không biết bây giờ chú ấy sống sao có khỏe mạnh hay không đến bây giờ anh vẫn không hiểu là tại sao nó gặp anh ở bến xe mà nó lại bỏ chạy và tại sao nó lại đột ngột bỏ nhà ra đi ừ, em thấy hơi mệt thôi em đi nghỉ trước nha ừ em đi nghỉ đi à, không ấy anh không ấy tôi Hãy. hỏi em Dẫu mà cháu à. ở đâu anh phơi em mà quay xa cho em đi không phải em hỏi. không 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 biết sau này mình còn có thể gặp lại nó không Thì năm đi đâu rồi không biết nữa à alo Hả à, phải không ờ à, à, anh là ờ à, tôi là hùng đây à, xin lỗi tôi không biết anh là ai hai mẹ con khỏe không tôi nhớ hai người lắm cô ơi cô cô có bị sao vậy trời ơi cô hà ơi ờ em à em có thấy đau ở đâu không anh đưa em đi bệnh viện nghe ừ. em chỉ bị choáng một chút thôi không sao đâu anh để anh gọi bác sĩ Phước đến khám cho em cho chắc ăn Rồi ngày mai anh sẽ đưa em đến bệnh viện Chắc là tại em bị nóng quá Cho nên bị tụt huyết áp Không có gì nghiêm trọng đâu Anh đừng có lo Hay là để tôi xuống Nấu cho cô Hà nồi cháo xăm cô ăn cho khỏe nghe Ờ à, không cần đâu dì Năm Ờ à, dì Năm pha cho vợ tôi một ly nước cam được không Dạ tôi biết rồi tôi làm liền nha Ờ à, cảm ơn gì anh à em không muốn ăn uống gì hết em chỉ muốn ngủ thôi có thật là em không sao không có gì á thì phải nói với anh không được giấu anh nghe chưa ừ dạ em nằm nghỉ đi có gì á thì gọi cho anh nghe Alo, hậu hả con? Dạ, con nghe nè ba. Tại sao? Tại sao lại còn quay về? Lần này anh ta muốn cái gì đây? Sống hay chết? Từ bây giờ, em là vợ tôi. Con là con tôi hai người nhất định phải sống bên tôi không mình không thể nằm đây được mình phải làm gì đó phải làm cái gì đó Alo Trời đất Cuối cùng ông cũng chịu nghe máy hả Anh là ai Tôi Lân nè Thám tử nè nhớ không Người mà hôm bữa quýt anh đó <laughs> Có gì không Ông Hùng Ông về Sài Gòn rồi đó <laughs> Anh nghĩ là tôi sẽ mắc lừa anh một lần nữa hả Tất nhiên là không rồi Lần này là thiệt Nên tôi mới dám gọi cho anh nè Ông Hùng ổng về Sài Gòn rồi Nè Bây giờ anh nói chuyện với người này đi Ông biết rõ về ông Hùng lắm đó Nghe hả Nè ờ ờ alo anh là ai ờ tôi vậy hả ờ hình như tôi nghe nói là anh muốn tìm ông hùng đúng không lúc trước tôi đào vàng chung với ông hùng nè làm sao tôi tin ông được tôi cũng không biết làm sao để ông tin nữa vậy thì mười uh, lăm năm trước ông hùng làm gì anh có biết không thì, Đào Giang Ông có về Sài Gòn không? Mà về làm gì? À Anh muốn nói là Ông về Sài Gòn để đi tìm viên vàng chanh à? Tại sao lại phải tìm viên vàng chanh? Thì Có người Ăn cắp đi bán Mà người đó Chính là tôi Anh đang ở đâu? Chúng ta gặp nhau nói chuyện đi Tôi à, uh... Khoan, khoan, khoan 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 Sao mà nóng giỏi vậy anh bạn Có gì á Thì từ từ gặp nhau Uống miếng nước Ăn miếng bánh Rồi hãy nói nghe Thôi được rồi Bao nhiêu <laughs> Ít thôi 50 triệu Cái gì 50 triệu Hàng thật Đúng giá Tiền nào của nấy Thôi được Nhưng nếu mà lần này Mà anh gạt tôi Thì đừng có trách tôi <laughs> trời đất ơi vợ chồng mà nó còn gạt nhau cả đời nữa anh em mình lâu lâu làm một cái cho nó mặn nồng tình cảm đó mà ok hả ừ. <laughs> ủa anh ủa em định đi đâu vậy em em ra ngoài có chút chuyện trời đất ơi em còn đang mệt mà đến lúc khác hẳn đi bây giờ anh nghỉ ngơi đi à, anh coi nè em khỏe rồi với lại em đã hẹn với người ta không đến không được em hẹn với ai vậy à, một chị bạn cũ việt kiều ngày mai là chị bay rồi hôm nay không đến không được anh à, à vậy để anh đưa em đi nghe ờ à, không cần đâu em gọi cậu tài rồi <laughs> anh à anh đừng có lo em đi một chút rồi em về thôi ừ vậy em đi cẩn thận nghe ngày mai anh sẽ thu xếp công việc để anh đưa em đi bệnh viện khám tâm quát nghe ừ dạ em à em nên nhớ đối với anh em là quan trọng nhất ừ. mẹ dạ con chào bác Mẹ thấy trong người sao rồi Nghe bà nói cô về liền á ừ, Mẹ không sao Bác thấy trong người sao rồi ạ à? Chỉ Chị bị hơi choáng một chút thôi Rên lo cho mẹ lắm đó Bác phải giữ gìn sức khỏe Lớn tuổi rồi á thì phải chịu thôi Có nhiều thứ còn giữ không được Sức khỏe cũng vậy thôi mà Con mới đi đâu về vậy Tụi con mới đi lựa tiệc cưới về tụi con chọn được mấy mẫu rồi nhưng uh, chưa quyết định được mẫu nào hết hay mẹ giúp tụi con chọn một mẫu nha thôi khỏi mẫu nào cũng được mà người con còn cưới đại được thì cái thiệp cưới có ý nghĩa gì mẫu nào cũng như nhau thôi à, mẹ đi đâu vậy mẹ có hẹn thôi mẹ đi đây đúng rồi tất cả là do nó chính nó là cái đứa mang xui xẻo đến cho gia đình này cứ nó về rồi thì không biết còn chuyện gì xảy ra nữa đây ừ. ăn cơm rồi mới trả tiền chứ ừ. chú quân đây là chú quân bạn của ông hùng đạo dài năm xưa chào chú em làm sao mà tôi biết đây đúng là người đó <laughs> chú mày nghi ngờ thì cũng phải thôi trước đây tôi với ông hùng cũng là bạn chí cốt nhưng kể từ khi tôi ăn cắp viên giặc chanh đem đi bán rồi từ bạn trở thành thù buồn bà giữa chốn phồn hoa đô hội này không ngờ gặp lại nhau lại trở thành bạn bè đời đúng là tấn bi hài đúng không vậy bây giờ tôi muốn hỏi chú một câu nếu chú trả lời đúng thì tôi sẽ tin chú nói là chú ăn cắp viên nhận danh rồi sau đó chú bán cho ai ờ à, tôi bán cho ai tôi quên rồi ta à tôi nhớ ra rồi tôi bán cho tiệm vàng nhân tâm tôi đây chú đang ở đâu tôi hỏi là chú đang ở đâu tôi muốn gặp chú vậy ông hùng bây giờ đang ở đâu alo Anh Hùng hả? Phải anh Hùng không vậy? Tao đây Có chuyện gì mày nói đi À Trung muốn nói gì không? Ờ ừ. À Anh chờ anh tôi chút Tao có cầm chuyện rồi Có gì tao sẽ gọi cho mày sau Alo Alo Anh Hùng Ờ ừ. Ông tắt máy rồi Gọi lại Coi lại chỗ ngay nhanh lên ừ, Nhưng mà Ông tắt máy rồi Vậy tụi bay đừng hòng có một đồng của tao Chú, chú bình tĩnh Tôi có Tôi có hẹn với ông Hùng là tối nay nhậu Vậy hả Vậy hai người có nói cho nhau biết Đặc điểm nhân dạng không Mặt mũi từ kiếp trước tới kiếp này Nó khác nhau nhiều lắm Anh ơi bình tĩnh Thì anh cũng đã lại tới đây rồi Ngồi lại tới tối đi Có gì đâu Mày nghĩ là tao muốn ngồi đây với mày hả Hả? chú bình tĩnh nè anh nè à mà tôi cam đoan với chú mày tôi cam đoan Ờ à, chú mày cứ giữ tôi tiền đi nếu mà tối ông tới thì uh, chú mày đưa tiền cũng được ờ ừ, đúng rồi anh tôi tôi đã sống trong gian hồ bao nhiêu năm nay chuyện sòng phẳng là chuyện bình thường thôi mà vậy hả vậy khi nào gặp ông hùng gọi điện thoại cho tôi nhớ ừ. đó <tôi thương> Trời ơi Chú lấy cắp gì nhàn tranh của người ta Vậy còn ra dãy quân tử nữa à. Mày à chú về đây làm gì tôi về đi đám ma một người bạn tại sao chú gọi điện thoại về nhà chú muốn phá hoại hạnh phúc gia đình tôi sao không phải không phải vậy đâu tại tôi không có số di động của em cho nên thì hỏi được số điện thoại nhà ở tổng đài thôi lỡ anh hoàng nghe máy thì sao ờ à, thì tôi cúp máy liền Hai mươi mấy năm rồi, chắc anh không nhận ra giọng tôi đâu. Với lại, mọi người cũng chẳng biết tôi là ai. Sao chú dám cho mình cái quyền đó chứ? Tôi xin lỗi, tại tôi muốn gặp em và con. Bây giờ chú gặp tôi rồi, chú đi đi. À, à, nhưng mà tôi... Thằng Hậu... Nó không biết gì về sự hiện diện của chú. Cuộc sống của nó đủ phức tạp rồi. Chú đừng thêm vào nữa. Bộ con nó có chuyện gì sao? Nó tự giải quyết được. Không cần chú phải quan tâm đâu. Cái này gửi cho chú. Em làm vậy là sao? anh coi tôi là cái gì xin chú hãy dùng nó và đi thật xa kiếp này chúng ta không có duyên nếu như nợ chú tôi xin trả hết vào kiếp sau vô phần trăm nghe anh hai vô tao uống như vậy được chưa anh hai nè hết như hôm nay anh có chuyện gì không vui phải không <laughs> đời tao có lúc nào vui đâu ừ, anh nói cũng phải lúc trước anh em mình đi đầu già cực như con chó cứ nghĩ là về già thì có con cái lo vậy mà toàn là cái lũ cột bất hiếu mày có con á mai mốt mày chết còn có người đốt nhang, chứ còn tao với anh hai á ừ. thôi nhậu thì lo nhậu đi đừng có làm tao mất hứng dạ bà chủ dạ lên bia đi có liền tối nay tao bao thằng em muốn ăn uống gì cứ kêu ờ phải không ta hôm nay anh hại sợ quá vậy Bà chủ ơi Cho luôn cái menu luôn nha Có liền Lát nữa Em chở anh hai về nhà em ngủ Rồi đến sáng mai á Mình đốt nhang sớm cho thằng mình luôn ha Sáng mai Tụi bay đi đi Tao không đi được rồi Ủa Vậy sao Anh gọi đi cho em Anh nói là Nhất quyết anh phải đưa anh Minh Còn bây giờ anh không đi Sao vậy Ờ à, thì Trước sau gì thì... Tao với tụi bay cùng xuống dưới gặp một nó hôm nay đến thấp cây nhang cho nó cũng được rồi sáng mai tao cũng còn nhiều việc lắm vậy anh hai về đây chỉ cho mất công vậy tao cũng không biết tao về đây làm cái gì thôi anh này mình uống đi vô 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 anh. Vô. Ông Hùng đó. Bây giờ anh em mình làm nhiệm vụ trước đi. Ừ. <laughs> Khoan đã. Sao? Tôi tưởng anh muốn gặp ông hùng lắm mà. Chờ tôi một chút đã. Con sẽ sử dụng bí mật của bà Hà một cách tốt nhất có thể. Con sẽ nói khi con cần nói. Quan trọng là tìm được ông hùng. ngày con tìm được ông ta cũng là ngày con báo thù cho cha và em của mình đó cũng là ngày quỳnh gia sụp đổ trong tay của con tôi sẽ ngồi đây nhờ anh một chút việc tôi sẽ trả thêm anh thù lao chuyện này chuyện gì anh cứ nói anh lấy cho tôi năm cọng tóc của ông hùng phải là tóc trên đầu, chứ không phải là tóc rụng, với lại phải còn lại góc tóc. Chứ vậy ông nội, bộ ông chơi ngải hả? Mày nói có đứa cháu tới nhậu, nó tới chưa sao không thấy? Ờ, mà... dạ... Anh cứ làm đúng những gì tôi nói là được, nha. ừ uhm... chú Quân <laughs> ờ con tới rồi nè chú bộ mày say rồi hả trời ơi ba cái thứ bia này mà làm sao làm cho con xỉn được mới có mấy chai mà nhầm nhò gì ờ à, anh hai đó là thằng cháu của em dạ anh chào chú ừ con mời chú ừ à, à, à. Sao mày bứt tóc tao Con 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 xin lỗi chú Con không có cố ý Mày sai rồi Con tới đây làm gì ừ, Dạ Tóc chú đẹp quá Chú coi nè Tóc đẹp quá trời luôn á Vừa dày vừa chắc nữa chú Mày khùng hả Tóc tao để tre Đẹp cái gì mà đẹp <laughs> Thôi Vậy thôi Vậy thôi con xin phép chú Dạ con xin phép cả nhà Mày đi đi dặn mời chú á thôi mày đi đi dạ con xin phép chú về bàn ạ ừ ừ dạ dạ chào chú xong nhiệm vụ rồi nha Nhổ cỏ thì phải nhổ từng gốc ừ. nhổ tóc cũng vậy nhổ làm sao mà thấy cái gốc trắng trắng như vậy nè ông biết đau không nhưng mà ông thích chị ngãi được cái gì <laughs> đầu ổng nhiều tóc cùng lắm tôi nhổ lại thôi Ừ, ừ. dạ <laughs> gì nữa chị dạ dạ không mời cả bàn ạ à. dạ mời chú à hùng thủ giết cha và em mày đang ngồi kia sao mày không lại bắt hắn mà ngồi đây hết lắm không? không mình không thể xuất hiện vô vậy nếu hắn nghi ngờ rồi bỏ trốn một lần nữa thì mình sẽ dục mất cơ hội mình phải ở trong bóng tối để sắp xếp mọi việc Chắc chắn mình sẽ bắt hắn ta phải đền tội Không chỉ hắn ta Mà cả dòng họ Quỳnh